Nam Anh xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu 19 tháng 4 năm 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt luật sư Trần Kiều Ngọc do Thanh Trúc thực hiện. Để mở đầu, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi phần 1. Chương trình Chào Washington DC và Thanh Trúc kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay Thanh Trúc hân hạnh để được giới thiệu đến quý vị một khuôn mặt uh, trẻ từ Liên bang Úc Châu đến đây, đó là luật sư Trần Kiều Ngọc Thanh Trúc xin thân chào luật sư Trần Kiều Ngọc. Dạ, Kiều Ngọc xin trân trọng kính chào quý vị và em mến chào chị Thanh Trúc. Thanh Trúc được biết là uh, trong cái chuyến thăm viếng Washington DC này thì uh, thưa luật sư Trần Kiều Ngọc, nhân dịp này thì cô cũng có gặp gỡ một uh, số uh, đồng hương người Việt ở đây, đặc biệt là trong ngày thứ bảy ngày 13 vừa qua đó thì dạ. cô đã có buổi nói chuyện về làm thế nào để tạo được sức mạnh đấu tranh với những người việt ở tại đây và đó là một buổi nói chuyện mà nhiều người cho rằng là có những sự trao đổi rất là đáng chú ý dạ thì trước hết đó thanh trúc xin cô cho biết đôi nét là về cái sự hình thành của phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền và cái tôn chỉ hoạt động của nó thưa cô dạ vâng em cảm ơn chị Um, dạ thưa chị thì phong trào của chúng em cũng mới được thành lập cách đây cũng mới chỉ hơn 2 năm thôi. Và ngay từ đầu cái sự thúc đẩy của chúng em khi mà thành lập cái phong trào này đó là khi mà chúng em nhận thấy là bắt đầu có những cái tiếng nói từ trong nước mà đặc biệt là từ giới trẻ bắt đầu đứng lên để mà dám nói lên những cái sự thật xảy ra chung quanh tại xã hội đất nước Việt Nam. À, và chúng em cũng nhận thấy rằng là những cái tiếng nói đó à, khi mà mới được à, cất lên thì đã vội vàng bị trù dập bị áp bức và bị à, các, à, các bạn trẻ đó bị bỏ tù à, bởi vì em nhận thấy rằng là có lẽ là bởi vì một trong những cái yếu tố chính là bởi vì các bạn không có một cái cơ cấu tổ chức à, các bạn không có được sự à, À, nâng đỡ và một cái chỗ điểm dựa tinh thần cũng giống như là về vật chất à, để mà hỗ trợ cho các bạn trẻ trong nước à, và vì vậy mà phong trào chúng em mới có một cái ý tưởng là chúng em muốn à, đến với nhau tạo thành một cái phong trào để quy tụ tất cả các bạn trẻ trong và ngoài nước có một cái lý tưởng dấn thân cho đất nước thay đổi và phát triển quê hương của chúng ta được tốt đẹp hơn à, vì vậy mà chúng em mới thành lập ra cái phong trào này và cái mục đích chính của tụi em là ngay từ ban đầu đó là uh, muốn raise human rights awareness có nghĩa là uh, dấy lên cái ý thức về vấn đề tình trạng nhân quyền tại việt nam uh, trong những người trẻ uh, yêu nước uh, và uh, mới đây hơn nữa thì uh, khi mà tình hình đất nước của chúng ta càng ngày cái sự thay đổi và nguy biến lúc nào nó cũng xảy ra một cách rất là dồn dập và chúng em lại mở rộng cái hoạt động của mình hơn là ngoài cái vấn đề mà dấy lên cái ý thức về vấn đề nhân quyền trong những người trẻ thì chúng em có thêm những cái hoạt động sinh hoạt là liên minh với lại các dân tộc mà họ cũng là những nạn nhân của trung cộng như người việt nam của chúng ta để mà chúng ta có được một cái tiếng nói mạnh mẽ và lớn hơn trên diễn đàn quốc tế và đó là cái công việc hiện giờ là uh, rất lớn mà hiện giờ chúng em đang làm, thưa chị. vâng như vậy thì uh, thưa luật sư trần kiều ngọc phải chăng là cô đánh giá khá cao về cái vai trò của người trẻ trong cái công cuộc mà đấu tranh cho nhân quyền ở trong nước? dạ vâng đúng thưa chị uh, em nghĩ rằng đó là uh, theo dòng lịch sử của không những của đất nước của chúng ta à, và trên thế giới thì chúng ta thấy rằng là giới trẻ luôn luôn đóng một vai trò rất là tích cực uh, trong cái công cuộc mà đấu tranh và thay đổi đất nước của họ được tốt đẹp hơn uh, điển hình như là em cũng vừa mới chia sẻ qua cuộc phỏng vấn với lại đài đài rfa uh, như là các bạn trẻ trong cách mạng dù vàng hay là cách mạng hoa hướng dương tại uh, đài loan uh, cách mạng dù vàng thì ở hồng kông rồi thì uh, vì vậy mà tụi em nhận thấy rằng là cái tiếng nói của người trẻ, cái tinh thần yêu nước và cái nhiệt huyết và lý tưởng của người trẻ luôn luôn sẽ là những cái ngọn sóng mà em nghĩ rằng nó sẽ tuôn trào và mạnh mẽ để mà có thể làm nên một cái cuộc cách mạng thay đổi đất nước. Vì vậy mà tụi em đánh giá rằng là giới trẻ ở quốc nội là luôn luôn là đóng một cái vai trò then chốt để thay đổi đất nước và chúng ta là người Việt hải ngoại luôn luôn có thể đóng trong một cái vai trò là hỗ trợ các bạn đó. Vâng, vậy thì làm thế nào để mình có thể thu hút những người trẻ trong nước đến với phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền thưa cô? Dạ, à, thưa chị em nhận thấy rằng là à, bản thân của em đó thì mặc à, em sinh ra ở Việt Nam sau năm 1975 và em sang Úc à, năm em được 7 tuổi thì à, em nhận thấy rằng là khi mà em tiếp xúc với lại người trẻ từ trong nước mà à, qua Úc À, cũng giống như là qua những cái cuộc trao đổi với lại các bạn trẻ trong nước qua những cái diễn đàn như là Facebook thì em nhận thấy rõ ràng là giới trẻ ở hải ngoại và ở trong nước đó có những cái uh, tư tưởng tư duy nó rất khác là bởi vì cái sự hấp thụ về hai nền giáo dục ở đất nước tự do và đất nước ở Việt Nam rất là khác xa. À, cho nên là có một cái sự cảm thông không có dễ dàng. À, tuy nhiên đó, về vấn đề mà thu hút giới trẻ đến với lại phong trào của chúng em đó thì à, em nhận thấy rằng là có một điểm à, à, tương đồng mà chúng em dễ cảm thông với nhau trong cái việc mà chúng em kêu gọi à, giới trẻ trong nước tham gia với phong trào à, đó là cái vấn đề cái, cái 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 nỗi sợ hãi của người trẻ trong nước lẫn người trẻ ở hải ngoại khi mà vẫn còn yêu thương nhớ về cội nguồn dân tộc của chúng ta đó là cái mối nguy sợ mất nước vào tay trung cộng thì khi mà kêu gọi các bạn trẻ hay là ngồi đến với nhau thì luôn luôn là tụi em chia sẻ về uh, cái, cái 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 lịch sử mà trung cộng luôn luôn muốn trung quốc luôn luôn muốn thôn tính đất nước việt nam của chúng ta và làm sao chúng ta có thể đến với nhau để mà uh, uh, giống như một cái tiếng nói dấn thân hơn để mà uh, làm sao chúng ta có thể lại chống lại được cái sự bành trướng của trung cộng trên đất nước quê hương của chúng ta à, luật sư trần kiều ngọc cô đang nói về cái vấn đề gọi là làm thế nào để thu hút nhé xong rồi có một cái gọi là kết nối yeah. và làm thế nào để mà um, kêu gọi yeah. người trẻ trong nước tham gia vào những cái hoạt động chung của phong yeah. trào phải chăng đó cũng là một cái điểm khó nhưng mà bắt buộc là phải tiến tới cái mức đó dạ vâng à, thưa chị xin lỗi chị em xin nói cụ thể hơn à, vâng thì vấn đề thu hút đó, thì chúng em cũng có một số những cái sinh hoạt cụ thể để mà kêu gọi các bạn trẻ đến với mình ngay ở cái bước khởi đầu À, thì uh, trong uh, hai năm qua đó thì uh, phong trào chúng em cũng có tổ chức một số những cái uh, sinh hoạt uh, mà nó có một cái tính cách là quy tụ uh, uh, vui tươi và học hỏi thì trong thời gian qua tụi em có tổ chức một số các hội thảo thì em cũng đi đây đi đó để mà tổ chức những cái buổi hội thảo để nói chuyện chia sẻ với giới trẻ ở trong nước và ngoài nước uh, trong nước là sao là bởi vì qua những cái vấn đề truyền thông như là uh, live stream hay là YouTube thì các bạn trẻ trong nước có thể theo dõi. À, hoặc là các bạn đang là du học hay làm việc ở nước ngoài thì có thể đến tham gia những cái buổi nói chuyện của chúng em. À, nhưng mà đặc biệt nhất đó là vào tháng 9 năm 2017 thì chúng em có tổ chức một cái đại hội giới trẻ thế giới với với chủ đề Việt Nam con đường nhân bản. Thì trong cái đại hội đó đây thì chúng em cũng kêu gọi được mấy chục các bạn trẻ ở trong nước đến tham dự hoặc là các bạn du sinh đến tham dự cái 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 chương trình đó với chúng em thì cái cách thức mà chúng em uh, uh, qua những cái cái việc kêu gọi đó, đó thì đó là một cái sự bắt đầu để cho chúng em kết nối chia sẻ cảm thông và qua đó thì uh, chúng em có thể từ từ uh, uh, qua cái sự chia sẻ cảm thông đó thì chúng em bắt đầu tạo những cái cơ hội để mà làm việc uh, trong tương lai với nhau và cái cách thức mà chúng em kêu gọi đó thì uh, chắc là có thể là chỉ cảm thông cho cái, uh, cái nhìn của một số các bạn trẻ ở trong nước cũng giống như hải ngoại chúng em uh, đó là bởi vì người trẻ ở hải ngoại đó thì bởi vì các bạn đã hấp thụ được những cái tính nhân bản uh, và một cái nền giáo dục uh, uh, êm ấm và hòa bình tại đất nước tự do riêng đối với lại các bạn trẻ ở trong nước đó, thì nói về vấn đề mà đứng lên thay đổi hay là lật đổ một cái chính quyền đó, đó là một cái nỗi rất là sợ hãi cho các bạn À, vì vậy để có một cái mẫu số chung thì cái cách thức tụi em kêu gọi đó là à, về, về quyền con người à, làm sao giới trẻ hải ngoại và giới trẻ trong nước hiểu và nhận ra được cái vấn đề vi phạm nhân quyền ở trong nước à, và chúng ta cần phải lên tiếng và cần phải thay đổi đó làm sao chúng ta chống những cái gì mà vi phạm con người chống những cái bất công và chống những cái tàn ác đang xảy ra trên quê hương của chúng ta À, và cái đó nó luôn luôn nó dễ dàng nó gần gũi và nó thu hút giới trẻ hải ngoại và trong nước nhiều hơn thì đó là cái 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 ý tưởng và cái đường hướng mà chúng em đi kính thưa quý vị chương trình đến đây xin tạm ngưng trong giây lát chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo